Thưa quý vị, những ngày nghỉ dịch thì chúng ta càng thấy hết được sức mạnh của những cái chiếc điện thoại nhỏ bé như thế này. Xem phim, đọc báo, rồi học online, làm việc, rồi kết nối với những người thân hay là bạn bè của mình. Thế nhưng mà nếu mà quý vị để ý thì những thông tin trên màn hình điện thoại, để ý thì chúng ta thấy cả một cái bức tranh toàn cảnh của dịch bệnh. Và hãy cùng tìm hiểu trong cuộc trò chuyện của Chuyển động 24 giờ ngay sau đây. Xin chào quý vị. Những chiếc điện thoại giờ đây lại trở thành một cầu nối để có thể giúp mà kết nối chúng ta với thế giới bên ngoài kia, và vô hình chung lại trở thành một người bạn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và để khám phá được một thế giới rộng lớn trong chiếc điện thoại này thì xin được giới thiệu với quý vị một người bạn rất đặc biệt của tôi. Đây là anh Mạnh Cường Digital, người theo dõi rất là sát những thông tin, những câu chuyện thú vị ở trên mạng xã hội, trên nền tảng số và ở trong chiếc điện thoại này trong những ngày vừa qua. Đó là một người ở nhà 24/7 để có thể update Facebook, TikTok, lướt các trang báo mạng. Anh ấy có thể dành hàng giờ ngồi trước màn hình máy tính, trước chiếc điện thoại di động của mình, am hiểu tất cả mọi thứ trên nền tảng này. Xin chào anh Mạnh Cường Digital, hôm nay anh sẽ có rất là nhiều câu chuyện thú vị để kể cho chúng tôi đúng không? Vâng, tất nhiên rồi, ở trên chiếc điện thoại thì có rất là nhiều câu chuyện rất đặc biệt. Tất cả những điều đó khiến cho chúng ta tin rằng là dù chúng ta có ở nhà thì cuộc sống ở ngoài kia vẫn sẽ tiếp diễn. Những điều tử tế vẫn được nhân lên vì một ngày mai dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Nếu như thành phố Hồ Chí Minh có một cuốn nhật ký thì đó sẽ là những cuốn nhật ký trên những chiếc điện thoại di động. Tại sao ư? Đó sẽ là nơi ghi lại những cung bậc cảm xúc của những ngày dài chống dịch, là những ngày tự cắt tóc cho nhau của các tình nguyện viên khi đi làm nhiệm vụ. Tóc nhiều khi nó rủ xuống tóc nè, cái trán và kể cả mắt nữa, nên là không đảm bảo, nên là nhóm tự bàn bạc với nhau, tự mua cái tông đơ là cắt tóc cho nhau. Là những giờ ngủ vạ vật khắp nơi, kịp nạp năng lượng để tiếp tục công việc dưới trời nắng nóng. Hay cả những khi đồng đội dương tính với Covid-19. Cuộc chiến này chúng tôi chưa có chết, bạn phải đợi đó. Sẽ có những lúc chiếc điện thoại trở nên mệt mỏi với hàng trăm cuộc điện thoại cấp cứu mỗi ngày. Nhưng với cộng đồng ngoài kia, điện thoại là nơi hoạt động hết công suất để những đội nhóm được thành lập, giúp những áp lực được vơi bớt đi phần nào. Chúng tôi cũng có một cái phương thức mới là thành lập một cái trang mạng xã hội Volunteer. Thông qua cái trang mạng đó thì chúng tôi sẽ kết tập được các bạn thanh niên mong muốn góp sức của mình để tham gia phòng chống dịch, với cái khẩu hiệu là mệnh lệnh từ trái tim. Tới thời điểm hiện giờ thì chúng ta có khoảng hơn 53.000 thành viên cùng thành phố vượt qua cái tình hình dịch bệnh cho hôm nay. Và cuốn nhật ký đó sẽ còn được nối tiếp bởi chiến thắng Covid-19 ngay tại nhà. Bình tĩnh, tự tin và mọi người không có nên quá hoảng sợ. Mình cố gắng mình sinh hoạt và như là bình thường. Rồi mình đàn ca hát nhiều thứ lắm. Nói chung mình làm tất cả những cái gì mình thích trong ngày. Nghĩ là ôi con chả có cái gì trong người đi thì mình sẽ dễ dàng vượt qua hơn á. Cuốn nhật ký phát sáng đó sẽ tiếp tục được viết tiếp cho những ngày tiếp theo với đầy sự quyết tâm của cả một cộng đồng. Nó sẽ bền bỉ như cách mà chúng ta đang mạnh mẽ đương đầu. Vâng, đúng là một thế giới rộng lớn. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một cộng đồng làm việc tốt mà đôi khi chúng ta vì guồng quay cuộc sống hàng ngày không thể cảm nhận được những giá trị tích cực đó. À, chúng ta có điện thoại. Alo ạ, xin lỗi ai đầu đường dây đấy ạ? Xin chào, là tôi đây, các bạn còn nhớ tôi chứ? À, xin chào anh ATM gạo, anh khỏe chứ? Tôi thì rất khỏe, nhưng mà đợt này giãn cách xã hội cho nên mọi người không ai ra đường để gặp tôi nữa. Bây giờ thì tôi đã có thêm một người bạn mới, một chiến binh gia nhập vào hàng ngũ ATM tử tế. Các anh có biết đó là ai không? Tôi cũng đã từng được gặp gỡ với nào là ATM gạo, ATM mì tôm, ATM khẩu trang hay là cả ATM muối nữa. Bây giờ thì có thêm ATM nào ạ? Đó là ATM OC, dù mới chỉ được vài ngày tuổi thôi, thế nhưng mà năng nổ và hoạt động hiệu quả lắm. Những trạm ATM OC đã chính thức đi vào hoạt động từ 8 giờ sáng đến 17 giờ hàng ngày ở quận đoàn trên địa bàn 6 quận huyện là quận 7, quận 8, quận 10, quận Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh. Các bệnh nhân Covid-19 cần đến bình oxy sẽ gọi điện đến hotline của chương trình và được hỗ trợ tại đây. Và điều đặc biệt là người sáng tạo ra chiếc ATM OC này chính là cha đẻ của tôi, anh Hoàng Tuấn Anh. À, anh ATM gạo có thể kết nối với tôi với anh Hoàng Tuấn Anh được không ạ? À, tất nhiên rồi, xin mời. Vâng, xin chào anh Hoàng Tuấn Anh. Xin chào anh Cường. ATM gạo đã rất là nổi tiếng rồi, vậy bây giờ ATM OC thì có những gì đặc biệt ạ? Hiện giờ cái bình oxy nhỏ bên mình mua thì thật ra nó khoảng hơn 1 triệu thôi, nhưng mà giá thị trường hiện giờ là 3-4 triệu rồi. Thì những người mà đang gặp khó khăn thì rất là khó có thể tiếp cận cái đó. Và đặc biệt hơn là cái việc thay bình oxy rất là khó khăn. Khi mà các ca F0 thì họ không thể đi ra đường được. Và đội ngũ y bác sĩ thì đâu có nào mà vừa làm chuyên môn vừa phải
khi bình oxy rồi đổi bình oxy cho bệnh nhân được, nên mình cùng đồng hành với thành đoàn để vận hành cái chương trình EMOC này để cho cái oxy sẽ đến gần hơn những người mà đang cần. Quá trình nghiên cứu ra ATMOC được thực hiện như thế nào ạ? Và thời điểm này thì quy mô của ATMOC được bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch đặt ra rồi ạ? Để đảm bảo được cái ATMOC thì phải đặt rộng khắp tất cả các quận huyện. Thì rõ ràng những cái số lượng đó thì mình cần ít nhất là 700 đến 1.000 bệnh oxy. Thì số tiền đó nó đã lên số tiền tỷ đó. Mỗi một ngày số điện thoại hotline đến 1.000 người. Thì bạn trực hotline là chưa kịp nghe đi cú này là đã có 50 cú khác đang trong chờ rồi. Thì bên Thành đoàn Hồ Chí Minh cũng đưa những cái đầu số thành 24 đầu số để đưa đến tất cả các trạm, các quận huyện, thì nó sẽ giúp được cho bệnh oxy sẽ đi nhanh hơn. Vâng, tôi được biết là thời điểm này thì những shipper chuyên nghiệp thì cũng đã không được hoạt động nữa rồi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể vận chuyển được những chiếc bình oxy đến với tận nhà dân, những người mà đang cần chúng ạ? Một cái chương trình ATM oxy muốn làm 24/7 cho người dân thì ít nhất mỗi đêm phải có 70 em phải trực, 70 em không ngủ để trực. Tại vì hai mươi mấy cái trạm đó thì một bạn là đã hai mấy người trực rồi, cộng với ít nhất là hai người cầm bình oxy ở tận nhà. Nhưng mà các bạn tình nguyện viên, các bạn ở bên thành đoàn cũng quyết tâm mà làm được. Có thể là làm sao người không làm được thì phải 10 người, 20 người sẽ làm công việc đó để hỗ trợ cái số lượng bệnh oxy dạy cho bệnh viện. Di chuyển nhiều trong thời điểm dịch bệnh như thế này, em cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mình hay không? Thực ra thì cái câu hỏi này nó ai nói không thì là thật ra là thật lòng. Nếu mình nhìn xung quanh bản thân mình, ít nhất là trong gia đình mình, họ hàng bè đã có vài cái không rồi. Mình đã có diện là khi mà mình cần sự giúp đỡ, ai cũng sợ không hết thì ai giúp được gia đình. Thì khi mà mình góp phần giúp cái chương trình này, coi như là mình giúp người trong gia đình. Nếu tất cả mọi người đều chung tay với chương trình thì mình nghĩ là một người thân nào đó của những người đóng góp vào chương trình sẽ được cứu. Đó, xin cảm ơn anh Hoàng Tuấn Anh và xin chúc anh sẽ thật nhiều sức khỏe và thật là an toàn để tiếp tục hành trình rất đặc biệt này. Và cũng xin được cảm ơn anh ATM Gạo và chúc cho những người anh em của anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để hỗ trợ thật đắc lực cho cộng đồng nhé. Công nghệ đang trở thành một phương thức hỗ trợ rất đắc lực cho công tác chống dịch. Thế nhưng chúng ta cũng không thể quên rằng những sáng tạo hay những phát minh đó đến từ khối óc, đến từ trái tim yêu thương của con người Việt Nam. Dù có là online hay offline, nền tảng số hay là cuộc sống thực tại, thì nghĩa đồng bào vẫn là giá trị thiêng liêng được lan tỏa.